Đấy. Các bạn này. Ừ. Có con gì ấy. Nó bâu ở chân ấy nhỉ. Sử dụng chân nó bon này, giật giật chân đi bon này. Rùi đúng không? Bon cho ăn chưa? Ừ, rơi nó không ăn hả chị? Vâng ạ, rơi nó ăn sạch. Ui, rơi xuống đất. Ui. Nó nhìn thấy nó ăn này, em mà để vào trong kia nó còn ăn hết cả cái vỏ. Để nó chữa con nữa. Rơi nó ăn sạch nhỉ?